Nhảy cũng không có đứt, không có phải là phải sợ rơi kính bất tiện. Vì kính này phục vụ là vì thời trang, phục vụ về công năng sử dụng cho mắt. Thì đó là cái điều mà Kỳ Lân nhận thấy rằng trong đại đa số những quý khách đang sử dụng những chiếc kính, thậm chí những chiếc kính rất mắc tiền, nhưng mà cái rơi, rớt, cúi xuống cũng bị rớt, hay là lâu lâu phải dòm đẩy lên giày nhiều. Thật ra khi mà nó sẽ vừa phải thì không sao, nhưng mà nó sẽ xuống giày là một chập cái là phải ngồi, đang ngồi ăn hay là đông tay dính đang bận thao tác những việc khác mà phải lấy tay đẩy kính lên như thế này thì nó lại bất tiện. Vì kính này phục vụ là vì thời trang, phục vụ về công năng sử dụng cho mắt, thì cái thao tác sử dụng nó phải cực kỳ đơn giản. Bởi vì mình đeo một chiếc kính lên mà bị vướng, mà bị phải thao tác thêm những thao tác khác thì nó lại tạo cho cảm giác rất khó chịu. Vì vậy nghiên cứu được, fix được cái vấn đề mà rất nhiều quý khách bị trong những chiếc kính của mình, đó là hay bị tụt kính, rớt kính, thì đến với Kỳ Lân Luxury, Kỳ Lân xin chế tác cho tất cả quý khách những chiếc kính đẹp nhất, cao cấp nhất, từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại bằng hồng Rogol, hoặc là bằng trắng, hoặc là bằng vàng. Thì đây là một chiếc kính bằng hồng Rogol và đến những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một với những kích thước, độ sạch và thông số của những viên kim cương tương đồng với nhau, cũng như là tỷ lệ chia ổ hộp bằng máy móc chuyên nghiệp, cũng như là kỹ thuật chuyên sâu của thợ cao cấp chuyên nhận hộp, cũng như xử lý kỹ bề mặt đáy ở những viên kim cương, tạo cho viên kim cương luôn luôn tỏa sáng một cách tuyệt vời nhất. Và Kỳ Lân sẽ thực hiện phục vụ tất cả những sản phẩm cao cấp luxury cho bất kỳ quý khách nào theo phong cách, sở thích và cảm xúc thăng hoa nhất, để cho quý khách trải nghiệm sự tuyệt vời nhất đối với dòng sản phẩm cao cấp luxury.